Em tên là Sinh. Thì hôm nay em xin giới thiệu anh chị em là cái con đồng hồ là gỗ thùng hiệu Seiko nha anh chị em. Này, Seiko. Thì trước tiên em xin giới thiệu kích thước của nó là ngang là 30 cm, cao là 62 à, chiều rộng ra là nó là 15 nha anh chị em. Này, chiều rộng ra là 15 đó. Thì con này cái kiểu dáng đó là nó lạ hơn những cái con gỗ thùng khác, là tức là nó dài nhưng mà cái chiều ngang nó hẹp, nhìn rất là sang, kiểu nó treo lên tường nó thon nhưng mà nó dài, nhìn rất là sang nha anh chị em đó. À, thước sinh nhân là 30 ngang 30, cao là 62, chiều rộng ra là 10, chiều rộng là 15 đó. Mặt là mặt kính nha anh chị em. Kính có những cái trên kính nó có in cái đường viền vàng rất đẹp đó. Này là gỗ nha anh chị em, này gỗ màu nâu nâu đen. Thì đây nó có bị xước mấy chỗ này nè, cái này là chỉ bị xước với sơn thôi nha anh chị em, không có bị mất thịt đó. Còn lại thì nó còn là nó bóng lên nước rất là đẹp. Đây bên từ xa cho anh chị em xem, nhìn rất là sang, treo lên tường nó không ảnh hưởng gì nhiều nha anh chị em đó. Tại vì cái nước sơn nó màu đen bóng, màu đen mà hơi ngã nâu nâu, đen bóng nhìn rất là sang. Thì con này mặt đồng hồ là khoảng 18 nha anh chị em. Đồng hồ đây nó có những cái đường viền vàng nữa, nhìn nó sang trọng. Thì con này em xin báo với anh chị em là nó, cái con này nó có điểm nhạc, xin lỗi là điểm giờ, nhưng mà cái nó bị lỗi về cái chức năng điểm giờ này. Em chỉ bán anh chị em là bán là cái đồng hồ với quả lắc thôi nha anh chị em, tức là đồng hồ gỗ thùng với quả lắc thôi, cái giá là bán là gỗ thùng với quả lắc thôi đó. Thì cái điểm giờ nó coi như là nó bị hỏng đó. Em bán cho anh chị em nào mà thích sưu tầm là chỉ có đồng hồ với quả lắc thôi, không cần có phải báo giờ đó. Thì con này nó ngoài cái báo giờ nó bị lỗi thì mình treo lên tường thì cũng rất là ok nha anh chị em. Đây nắp thùng ở đây. Này, thùng ở đây. Thì cái con lắc này nó rất là dài nha anh chị em, nó khác như lắc khác. Nó bằng nhôm luôn nha anh em, lắc này bằng nhôm có giá trị nha anh chị em. Lắc rất là dài luôn. Em xin quay từ xa cho em xem. Đây bên hông. Thì em xin nhắc lại con này là kích thước là ngang 30, cao là 62, chiều dày ra là 15 nha anh chị em. Thì con này em báo lại là nó bị lỗi cái là điểm giờ đó. Em chỉ bán giá là đồng hồ với quả lắc thôi, chứ anh chị em nào là cần chơi đồng hồ với quả lắc không cần phải điểm giờ đó. Thì con này là anh chị em nào mà mua cái đồng hồ cơ bản mà không có cần cái chức năng điểm giờ thì con này là ok nha anh chị em, rất là đẹp để xem. Kiểu nó là thanh dài xuống nhìn rất là sang, treo lên tường nhìn rất là sang đó. Thì con này dùng một pin chung nha anh chị em đó. Thì em xin giới thiệu anh chị em là cái con đồng hồ là Seiko để anh chị em tham khảo. Xin cảm ơn, xin chào anh chị em.